bạn ơi, nhà mình có một em miu miu tên là Trà Neo. Mình kêu nó không thèm lên đâu, nhưng mà mình có một cách. Nó sẽ lên ngay và liền luôn. Mình thử kêu nó nha. Neo ơi Neo. Không lên ham. Được rồi. Sử dụng bả bối thôi. Đây, dụ được rắn ra khỏi hang rồi đây. Rồi, giờ mình kêu em Trà Neo của mình ra chơi nha. Neo, 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 neo. Không ra đúng không? Nó đây nè các bạn. Nó đã ra rồi đây nè các bạn. Cỏ này các bạn, mà muốn kêu em Neo ra chơi nè. Neo 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 neo. Không ra không? Neo 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 neo. Nắng nuôi gì cho nó cũng ra nè các bạn đó, nó ra rồi đó, ra nhổ cỏ nè, ra chơi nè, nêu 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 nêu. Ở đây mua lên, ở đây chơi mọi người nè. Các bạn, nó chỉ cần nghe cái này là nó có thể ở bất cứ nơi đâu mà chạy vào chơi đi, được chưa? Nó leo qua đám xương rồng nó vô luôn nè. Đi ra, leo ra đây chứ, để leo ra đây chứ, để ấy nè, để gai. Nhảy ra, nhảy ra, nhảy ra.